Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Đến bãi kiển Dũng Trần ở Bình Thủy, Cần Thơ ha. Hôm nay em xin giao lưu với anh em một số phôi bông giấy đủ loại. Đó, giấy Mỹ có, sát pháo có, dạng hoa lầu có luôn. Đây là phôi thứ nhất, mã số là G1, giấy là G nha cô chú anh chị. 51. Hoành là tổng khúc này là 51. Cao là 114. Cao 114 thì nó có cái lỗi là bị lỗ ha cô chú anh chị. Đó. Để quay sơ của chú anh chị xem. Đó, khoan, đây nè, nó một lỗ nữa nè ha. Đó, nhưng mà cây sống rất là khỏe, cô chú anh chị an tâm ha. Bùng mấy hàng bùng giấy này em bao sống với cô chú anh chị luôn ha. G1. Đó, mã số là G1, G1 á. Bùng giấy là G rồi. Đó, quay từ từ thôi, từ từ thôi. Đó, mấy cái lỗ lũa này quay chị gần với cô chú anh chị xem. Đó. Lũa sạch chưa ha cô chú anh chị. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc luôn ha. Cô chú anh chị liên hệ với em qua số điện thoại là 0364504945. Rồi, tiếp tục cây này, cây mã số anh G2. Đó. Cana luôn. Cây này quái gì Cana luôn. Đây kéo gì? Đây kéo cái cửa. Hoành 23. Hoành là 23. Dạ. Đánh cưa cái nhánh nó hơi lồi ra hai cô chú anh chị. Rồi. Hoành là 23. Cao là 75. Cao 75. Đó. Cái này rất là quái luôn ha. À, nguyên củ đế nha cô chú anh chị. Rồi quay lại gần ha. Đây nè, nó cũng có lũa thân này chỗ này nè, miếng nè. Đó, lũa nè. Đó, tí này. Đó, quay sơ đi, quay gần cho cô chú anh chị xem. Từ từ cho cô chị nhìn rõ ha. Cây này nó được bộ đế quái ha. Đó, bộ đế rất là quái. Giấy thì nó dễ bị lỗ nha cô chú anh chị. Rồi mã số G2. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. G2. Đó, tiếp tục G3. G3 cây này chị đổ treo đẹp nữa ha cô chú anh chị. Vậy nè. Đó, cặp dịnh nè. Dịnh, 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 dịnh đây nè, dịnh, dịnh. Treo xuống chút xíu nữa. Hoành 23. Hoành 23. Chiều dài là 65. 65. À, chơi đổ treo gì rất là đẹp phải không cô chú anh chị? Rất là quái luôn đó. Mã số G3 ha. Đó, mình chơi cái dạng đổ treo á. Đó, hàng rất là quái nha. Cây này nguyên nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, G3 này giao lưu với cô chú anh chị là 900k ha. G3 900. Đổ treo rất là quái luôn, quái gì Cana luôn. Rồi, tiếp tục cây là R4, cây nằm trong chậu ha. Rất là đẹp luôn. R4. Hoành 22. 22, cái cũ rồi. Cao 85. Cao 85. Rồi, đó là cũ. Cũ đế là 79. Cũ đế là 79. Mã số là G4. G4. Ừ, về rất là quái ha. Rồi, cái củ này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,4 triệu ha. Khoan khoan, quay quay từ từ lại cho chú chị xem. Quay quay xét nè. Đó, nó có cái lỗ này ha. À, đó. Đó, nó bị xuống đây tới dưới đây ha cô chú anh chị. Lỗ á, đó, xuống tới đây. À, cái gì báo cho cô chị biết ha. Rồi, G4. 1,4 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi, tới G5. Đó thằng trên này 21. Cao 77. Cao 77. À, khá là đẹp ha cô chú anh chị. G5. Lắc lượng khá đẹp ha. Cái này lắc lượng ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị là 600k thôi. G5 600, bao ship toàn quốc luôn ha. Bao sống luôn, con giấy bao sống của chú anh chị an tâm ha. Rồi cây này quá gì Cana luôn. G6. Quá trời cây cũ luôn của chú anh chị ơi. Hoành 19. Hoành 19, nguyên cây cũ bao nhiêu? Cụ đế là 100. Cụ đế là 100. Cao 80. Cao 80. Đó. Quá trời cây cụ đế khá là quá nha của chú anh chị. Quá gì Cana luôn. Đó, quay gần của chú anh chị xem. Ừ. Nó có thằng cũng hơi bị chỗ này nè cô chú chị.
xịn hàng gì nè. Đó, đây. Đó. Rồi, cái cũ này giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn. G6. Rồi, tiếp tục G7 là cây giấy Mỹ ha cô chú anh chị. G7 là cô giấy Mỹ. Hoành 22. Hoành 22. Cao 73. Cao 73. Giấy Mỹ. G7. Đó. Cây rất là đẹp ha. G7 rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k. G7 900k giấy Mỹ ha. G8. Rồi, cũng là cái cây bông giấy cuối cùng. Đâu còn cây nữa. Còn cây 20 nữa. 20 hoành. 20 hoành. Cây này dạng hoa lầu cô chú anh chị. Cao 60. Bông tím dạng hoa lầu. Cây này dạng hoa lầu ha. Đó, thân lắc rất là đẹp, cụ đế cũng đẹp luôn. Có lỗi cái là nó bị ở bên đây. Đó. Đó, lắc tới đây luôn, giống như nguyên lần lũa luôn ha cô chú anh chị. Lũa thân lắc rất là đẹp luôn à. Cái này chơi quái lắm cô chú chị ơi. Dạng qua lầu nha, cái này dạng qua lầu cũng hàng hiếm nha. Rồi, cái này em giao lưu với cô chú anh chị là 900k, G8 900. Rồi, này hàng mới nha cô chú anh chị. Đó, giấy Mỹ cẩm thạch, hàng zin nha, zin. Giấy Mỹ cẩm thạch hàng zin nha cô anh chị, không phải ghép ha. 32. Tổng hoành là 32. Chiều cao là 99. Chiều cao 99. Đó, giấy cẩm thạch. Giấy Mỹ cẩm thạch zin. Đó, hàng zin ha. Đó. Cái này thì nó có cọng rễ này nó bị chết nè. Cái này nè. Đó. Rồi quay sơ đi. Đó, em quay lại gần cái đấy cho cô chú chị xem. Nó bị lũa một số bên ha. Nhưng mà giấy Mỹ thì cô chú anh chị yên tâm ha. Lũa nè. Cô chú về giấy Mỹ này về trồng cát á, đừng có trồng với mấy chắc kia, nó dễ bị lũa lắm. Trồng với cát là khó bị ha. Đó. G9 cây cuối cùng. Cây G9 ha. Nè, cây này có bộ đế nó bị một số chỗ nó bị hư ha. Nhưng mà giấy Mỹ cẩm thạch hàng zin. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,000,000 thôi ha. Em bao ship toàn quốc luôn. G mấy? G9. Rồi cũng là lô bông giấy cuối cùng. Chào. Rồi anh chào cô chú anh chị ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip sau ha.